Bệnh cúm A vì sao không nên tự ý xét nghiệm và điều trị? Loại cúm A được ghi nhận gây bệnh hiện nay là loại độc lực thấp. Người dân khi có dấu hiệu mắc cúm cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị. Đây là khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, cũng đồng thời khuyến cáo người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc Tamiflu cũng như tự xét nghiệm tại nhà. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển. Do đó hiện nhiều người mắc các bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bao gồm cả cúm A, virus cúm có 3 tuyếp khác nhau A, B và C. Trong đó loại có độc tính cao nhất là cúm A. Virus cúm A lại có nhiều chủng khác nhau và được gọi tên từ hai kháng nguyên H và N có trên bề mặt của nó. Theo thống kê của Bộ Y tế hàng năm, nước ta vẫn ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Số trường hợp mắc hội chứng cúm hiện nay không có sự khác biệt so với những năm trước đây, tuy nhiên số người nhập viện có xu hướng gia tăng. Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, với các biểu hiện như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Do đó, khi có dấu hiệu mắc bệnh cúm, người dân nên đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị. Hiện nhiều người có biểu hiện nghi cúm đã tự ý tìm mua những bộ xét nghiệm về cúm cũng như tự ý sử dụng Tamiflu để điều trị bệnh. Theo các chuyên gia, Tamiflu là loại thuốc bán theo toa được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, tuyệt đối không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ. Về tự xét nghiệm, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý xét nghiệm vì có thể trả kết quả sai dẫn đến xử trí bệnh sai. Tại cơ sở y tế, tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ chỉ định có nên xét nghiệm hay không. Việc xét nghiệm tràn lan, không đúng chỉ định vừa gây lãng phí vừa có kết quả không chính xác. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.